Vâng, em xin chào quý vị. Vâng, xin chào quý vị đã trở lại với kênh của Nguyên Vũ Audio. Và trong hôm nay thì bên em tiếp tục review đến cho quý vị một số các sản phẩm của công ty Comi người ta sản xuất và nhập khẩu cho quý vị nhé. Đây. Đấy thì những cái sản phẩm của Comi thì quý vị biết rồi. Đấy, rất là nổi tiếng trong giới âm thanh, đặc biệt là những cái sản phẩm âm ly Jaguar Suzong của Hàn Quốc. Đấy. Có thể kể đến như là 506N, 203N. Nhưng mà các cái mẫu này hiện tại người ta bỏ mẫu rồi nhé quý vị nhé, 506N và 203N bây giờ đã bỏ mẫu rồi. Nên là quý vị khi mà mua phải, khi quý vị mua hàng mới thì nên để ý, đừng có tham rẻ mà mua, mà nghĩ rằng là mình mua được hàng chính hãng giá rẻ nhé. 203N và 506N em xin nói lại là đã bỏ mẫu rồi. Bây giờ quý vị có mua thì chỉ mua được hàng lướt thôi, còn hàng đập hộp không có đâu ạ. Và nếu như quý vị là cố tình mua xong rồi này, mua phải hàng Trung Quốc thì đừng có bảo là Comi người ta bán hàng Trung Quốc nhé, oan cho người ta ra. Vâng, đấy. Em xin nói thêm một tí xíu như thế. Vâng. Còn hôm nay là bên em về được một nồi các cái sản phẩm vang cơ này, rồi là âm ly này, vang âm ly. Đấy, kia đó, âm ly kia đó nha. Vang cơ này, rồi âm ly này, rồi là cục đẩy công suất, rồi là loa phun nhé, để phục vụ cho mọi người hát karaoke gia đình. Rồi là ai thích thì có thể là set up cho phòng hát cũng được nhé. Đấy. Đấy. Thì các cái sản phẩm của công ty Comi như quý vị thấy là người ta nhập khẩu các cái sản phẩm của Hàn Quốc, nên là các sản phẩm do công ty Comi phát triển thì nó đều được designer bởi Korea luôn nhé, Korea luôn. Và tất nhiên là những cái sản phẩm này designer ở Korea, tuy nhiên thì là cái nhà máy sản xuất, đấy, nhà máy sản xuất nhé, thì sẽ được đặt tại Trung Quốc để nhằm mà hạ cái giá thành vận chuyển đi, bởi vì chúng ta nếu như mà vận chuyển từ bận tận đến Cori về thì nó sẽ rất là đắt đấy. Còn khi mà sản xuất ở bên Trung Quốc thì nhân công nó rẻ hơn, cũng như là cái phí vận chuyển về đây nó sẽ thấp hơn, nên là hầu hết các nhà máy của các hãng lớn đều đặt tại Trung Quốc nhé, để là xuất ra cái thị trường châu Á. Vâng, đấy. Thì con này là con Comi, các cái hàng được designer bởi Corey và được sản xuất tại Trung Quốc với các cái linh kiện chất lượng cao của hãng. Vâng, đấy. Nên là độ bền rất cao cũng như là tiếng rất là hay. Đấy. Ok, thì trong cái video clip này thì em sẽ không đề cập nhiều đến đẩy cũng như là loa phun nhé, em sẽ xin phép đề cập vào một cái dịp khác. Còn trong clip này em sẽ chủ yếu là để review cho quý vị cái con vang cơ của Comi, con vang mới nhất của Comi hiện nay. Đấy là con Comi K10 Plus. Đấy. Đây quý vị xem. Con này cũng được design bởi các cái kỹ sư của bên Hàn Quốc nhé. Đấy. Đây. Đây là cái vỏ sản phẩm của sản phẩm Jaguar, không phải Jaguar. Sản phẩm vang cơ của Comi nhé. Đấy. Đấy. Corey. Đấy. Thì đây là bên ngoài của vỏ thùng của cái vang, đấy, như quý vị thấy này, vang đây nhá. Đấy. Ở đây quý vị có thể nhìn thấy là ở bên góc bên tay trái đây nó sẽ có cái tên của sản phẩm này, Karaoke Processo, model là K10 Plus nhá. Đây, ở đây là con K10 Plus nhá, tên mã của nó đây. Đấy. Ok chưa? Vâng. Đấy là về vỏ ngoài của cái sản phẩm nha quý vị nhé. Quý vị nhớ phân biệt để tránh bị lấy phải hàng giả hàng nhái nhé. Vâng. Đấy. Đây, trong này phụ kiện của nó sẽ gồm có những cái như sau này. Đấy. Một cái bộ dây nguồn. Đấy, bộ dây nguồn. Đấy. Bộ dây nguồn này. Đây có phiếu bảo hành này. Có tem, có phiếu bảo hành này. Rồi là có anten nhé, anten này là anten để kết nối Bluetooth. Đấy. Ok. Con này thì bên em bán khá nhiều rồi. Vâng. Và chất âm của nó thì rất tuyệt vời. Đấy. Trong cái tầm giá khoảng tầm trên dưới 3 triệu. Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng nha. Đây là phiếu bảo hành của nó. Vâng. Thì ngoài cái phiếu bảo hành ra chúng ta sẽ thấy là ở trên đây nó có tiếp có một cái tem để kích hoạt điện tử nhé, tem bằng kích hoạt điện tử. Đây, quý vị chờ em một tí xíu.
cùng review nó nha. Đây, tem kích hoạt điện tử bảo hành, quý nhìn thấy không, tem bảo hành điện tử nha. Đây, số điện thoại hotline, điện thoại hotline đấy nha, 0936336299. Vâng, thì đấy là số hotline bảo hành. Còn đây là cái tem cà. Đấy, chúng ta sẽ cà cái lớp nhũ bạc ra và nhắn tin theo cú pháp ở trên đây để bảo hành, để kích hoạt bảo hành sản phẩm nhé. Đấy, ok. Còn quý vị nhìn này, đây là mặt máy. Đấy, quý vị nhìn nào, rất đẹp nha. Được làm bằng mặt phay nhôm. Đấy, phay nhôm màu đen, phay nhôm màu đen. Ở bọn này thì nó sẽ được trang bị một cái màn hình LED ở đây, khi mà chúng ta bật kịch vang ở đây nó sẽ có cái chữ Komi ở đây. Vâng, đấy. Còn bên cạnh đây là nút này, là nút feedback, là để chúng ta có thể chống hú. Vâng, nếu cho trường hợp nào mà phòng chúng ta bị hú quá thì chúng ta ấn nút này xuống để cho nó giảm hú nha. Còn nếu như bình thường mà không hú thì thôi kệ, để như này cũng được. Vâng, đây, đây là trước mặt đây nó có hai cái cổng mic 1, mic 2 này. Đấy, đây là phần echo này. Echo sẽ có chỉnh delay là repeat này, bass mid chép của echo này. Đấy, sang bên đây là có phần bass mid chép cho mic nhỉ. Đây là mic tông, tức là bass mid chép cho mic. Và sang bên cạnh đây là có music tông, đấy là bass mid chép của music. Vâng. Đấy thì trên này chúng ta thể thấy là sẽ có những cái đường vào như là có USB này, rồi Bluetooth này, optical để AUX 1, AUX 2 nhé. Đầy đủ hết. Đấy. Đây là volume echo này, volume mic, volume music này để chỉnh to nhỏ music, mic và echo nhé. Đấy, tức là vang vọng đấy. Đấy thì đây là đằng trước, máy đằng trước nha, đằng sau đây. Đằng sau này con này thì đằng sau thì thiết kế như sau này, này có một cái phần nguồn ở đây, này, phần nguồn này để cắm nguồn vào. Đấy. Đây là cái phần subwoofer out để chúng ta là cắm sub điện hoặc sub hơi vào đây nhá. Này, sub hơi thì chúng ta sẽ cắm tín hiệu từ đây đưa xuống cái con đẩy mà chúng ta để dùng để kéo sub hơi. Đấy, sau đó là chúng ta có thể là căn chỉnh volume của phần sub cũng như là volume của phần đây là tín hiệu nhá, đây là volume phần tín hiệu, phần tín hiệu đưa từ vang ra cái con đẩy để đưa thành sub hơi nhá. Đấy, volume. Đây là tín hiệu. Đấy, tín hiệu đưa ra. Đấy. Còn đây là cái frequency, đây là cái phần cắt code để căn chỉnh cái tần số của cái sub trên đây. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Đấy, center volt. Đấy. Center volt thì đây là loa trung tâm. Vâng. Đấy, còn nét bright, loa trái loa phải. Đấy, input AUX 1, AUX 2 đây. Đấy, đằng sau đây quý vị có thể thấy là nó sẽ có cả cổng mic 3-4 nữa. Đấy, để input. Đấy. Con này thì có cả đường quang nhá. Đấy, đường quang rất là tiện lợi. Để cắm từ TV Smart xuống rất là tiện. Đấy. Đây là Bluetooth. Đấy. Thế đấy, con này nhá. Con này thì em có cũng xin nói luôn là những con này thì giá của nó hiện nay đang là tầm khoảng tầm 2.550.000 giá của hãng nhá. Đấy. Giá hãng và giá thị trường hiện tại đang bán là khoảng tầm 2.550.000. Đấy. Thì đợt này về nhá, đợt này về đây bên em đang được trợ giá đầu năm nhá, đang được trợ giá đầu năm. Với 10 con vàng nhá, 10 con vàng đang được trợ giá. Vâng. Thì bên em sẽ bán cho quý vị với giá rẻ nhá. Đấy. Nó đi 1.950.000 đồng một cái con vàng này. K10 Plus này nhá. 1.950.000 đồng. Quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em số điện thoại là 0966594581 nhá. Chỉ có 10 con vang thôi. Vâng, chỉ có 10 con vang thôi. Không có nhiều. 10 con vang với giá này. Thì quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhá. Số điện thoại bên em là 0966594581. Vâng. Và sau 10 con này thì giá của nó sẽ trở lại là 2.550.000 đồng nhá, và 2.550.000 đồng. Và nếu như giá có biến động gì thì bên em sẽ thông báo sau. Bảng giá nếu như mà đợt tới đến ô tới đây mà về nó còn có biến động gì về giá thì bên em sẽ báo lại sau nhá. Còn hiện tại thời điểm này nhá, vâng, nó là 10 cái con vang đầu tiên này là 1.950.000 đồng nhá. Đây nhá, 1.950.000 đồng. Đấy, ok chưa? Đấy. Ai có nhu cầu mua thì ngay cho bên em nhá. Số điện thoại bên em là 0966594581. Vâng, sản phẩm chính hãng của công ty Komi. Vâng, được bảo hành 1 năm chính hãng nhá. Vâng, đấy, kích hoạt điện tử, quý vị có thể yên tâm mà dùng. Vâng, chất vang của con này cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Ok ạ, vâng, em xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.